Khi thực hành tâm từ được thuần thục thì hành giả sẽ an trú trong tâm từ trong đời sống hàng ngày. Hay có một cách luyện tập nào để trợ giúp cho hành giả có thể duy trì và an trú được tâm từ trong suốt cả ngày? Con chưa hiểu về cách an trú tâm từ trong đời sống sinh hoạt hàng ngày như thế nào. Ngoài những thời thiền tâm từ, xin sư chỉ dạy rõ về điều này. Nó có hai cách. Thứ nhất là đúng là khi chúng ta tu tập thuần thục thì tự nhiên là chúng ta sẽ có thể áp dụng cái tâm từ trong đời sống hàng ngày. Đó là chuyện đương nhiên này. Mà còn cái cách thứ hai đó là chúng ta vận dụng như thế nào để chúng ta có thể trong sinh hoạt hàng ngày chúng ta vẫn có tâm từ. Nên nhớ như thế này, cái từ an trú á, an trú mà nếu như nói ở trong chú giải theo như cái định nghĩa trong chú giải thì chúng ta phải chứng các cái tầng thiền, tức là chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền của đề mục tâm từ thì mới cái từ an trú của mình dùng nó mới chính xác. Còn bình thường thì chúng ta dùng cái từ an trú thì chỉ là tượng trưng thôi chứ nó không có chính xác đúng cái nghĩa của từ an trú. Đấy. Còn bình thường ấy, làm sao để mà chúng ta có thể có tâm từ với tất cả chúng sanh trong khi mà chúng ta vẫn sinh hoạt trong đời sống hàng ngày? Trong cái buổi giảng ngày hôm qua thì sư cũng có nói một cách để mà chúng ta an trú trong tâm từ. Tức là khi chúng ta sinh hoạt đời sống hàng ngày, những con người nào nằm ở trong tầm mắt của mình, nếu như đó là người nam thì quán tưởng họ là cha, nếu đó là người nữ quán tưởng họ là mẹ. Thì khi mà nhìn họ như vậy đó, thì mình thấy đâu cũng là cha của mình, đâu cũng là mẹ của mình hết. Thì khi đó bằng tấm lòng của một người con, mình mong cho những người cha đó, những người mẹ đó được sự an vui. Còn những người nhỏ, ví dụ như những cái đứa trẻ nhỏ hoặc là những cái con thú như là con chó, con mèo, con dung, con dế, thì chúng ta lại quán tưởng rằng đó là con ruột của mình, nhiều đời nhiều kiếp do dòng luân hồi cho nên là mình không còn nhớ, nhưng mà trong những cái kiếp quá khứ những chúng sanh này đã từng là con ruột của mình. Thì khi đó mình nhìn họ, nhìn những chúng sanh đó bằng cặp mắt của một người mẹ, thì tức là chúng ta đang thực hành cái tâm từ trong đời sống hàng ngày. Và đương nhiên tất cả các phương pháp đều cần phải thực hành, bởi vì nếu như chúng ta không thực hành thì nó chỉ là lý thuyết suông thôi. Quý vị cứ thực hành đi rồi quý vị sẽ cảm nhận được cái tâm từ